Chè dưỡng nhan là sự kết hợp đơn giản giữa tuyết đào, nhãn nhục, đường phèn, táo đỏ. Hạt sen không chỉ để giải khát mà còn chứa nhiều collagen thực vật, rất tốt để làm đẹp da. Bồi bổ khí huyết, giữ gìn vóc dáng cân đối. Công dụng của chè dưỡng nhan. Công dụng của chè dưỡng nhan là tổng hợp tác dụng của các nguyên liệu. Do thành phần chính của chè là tuyết yến nên món chè có nhiều công dụng của nguyên liệu này như giúp ổn định cholesterol trong máu, chống huyết khối và bình ổn huyết áp, chữa trị bệnh tiểu đường giúp phòng ngừa các biến chứng tim mạch tai biến, giúp tăng cường sức khỏe, giảm tình trạng căng thẳng mệt mỏi, giúp dễ ngủ và ngủ sâu giấc thanh lọc cơ thể, làm đẹp giảm béo. Collagen, galactose, preno và các amino acid đều có chứa trong nhựa đào. Collagen vô cùng tốt cho việc làm sáng mịn làn da, ngăn ngừa các vết nhăn. Đặc biệt nhựa đào còn có tác dụng làm sạch máu, giảm mỡ tốt cho tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Táo đỏ sấy khô có tính ôn, vị ngọt có tác dụng hỗ trợ bổ ích tỳ vị, dưỡng huyết an thần. Có hiệu quả hỗ trợ điều trị với người tỳ vị suy nhược. Loại quả này cũng có tính giữ nhiệt, giàu dinh dưỡng vì vậy vào mùa đông cũng có thể chế biến các món ăn có tác dụng tránh cảm cúm. Phòng lạnh, ăn táo đỏ thường xuyên giúp đẹp da, tăng cường tuần hoàn máu, chống lão hóa cơ thể. Long nhãn, trong Đông y long nhãn có tác dụng dưỡng huyết an thần, giảm căng thẳng, tốt cho những người hay bị mất ngủ. Chấm Tiết liên tử là một loại thực phẩm giàu năng lượng, giàu carbohydrate, ít đạm và ít béo. Đồng thời cũng chứa chất xơ, có công dụng bồi bổ cơ thể công năng ngũ tạng. Với thanh niên, ăn kỳ tử có tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa, bổ gan, giúp tinh thần phấn chấn. Nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan. Nhựa đào, 10 g Tiết yến, 10 g Tiết liên tử, 10 g Long nhãn, nhãn nhục, 10 g Kỳ tử sấy khô, 10 g Táo đỏ, 20 g Hạt chia, 5 g Đường phèn, công thức nấu chè dưỡng nhan. Bước 1, sơ chế thành phần nấu chè dưỡng nhan. Cho nhựa đào, tuyết yến, tuyết liên tử vào riêng từng tô. Đổ nước đầy tô rồi ngâm qua đêm ít nhất 12 tiếng cho nở hoàn toàn. Sau khi ngâm xong, bạn lọc rửa lại nhựa đào cho kỹ vì nhựa đào thường có nhiều bụi dơ. Bạn có thể lọc bằng cách đổ bỏ nước ngâm rồi xả nước qua dây. Táo đỏ và nhãn cũng cho ra tô riêng. Đổ ngập nước ấm rồi ngâm mềm. Bước 2, cách nấu nước dưỡng nhan cho nước nhựa đào. Tuyết liên tử và đường phèn vào đun sôi, sau đó đun thêm khoảng 10 phút ở mức lửa vừa. Tiếp theo, cho tiết yến, long nhãn vào đun đến khi sôi to là tắt bếp. Cuối cùng, cho kỷ tử, quế hoa và hạt chia vào đảo đều rồi để nguội. Bước 3, hoàn thành. Bạn múc chè ra tô hoặc thố, sau đó đặt vào tủ lạnh cho mát là có thể thưởng thức. Để chè nguội hẳn rồi hãy bỏ tủ lạnh nhé. Chè nên đảm bảo được độ đặc nhất định, chè loãng sẽ không ngon tiết liên tử có vị bùi còn nhựa đào khi cho vào miệng sẽ mềm và hơi dai bạn không nên nấu lâu quá nhựa đào sẽ dai ăn sẽ không còn ngon nữa khi các nguyên liệu còn lại hòa quyện với nhau sẽ tạo ra vị ngọt thanh do nấu hoàn toàn bằng đường phèn chúc các bạn thành công và ngon miệng